giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của khóa tập huấn cán bộ biên phòng tăng cường cho cấp xã, huyện, khu vực biên giới vừa được Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức sáng nay. 157 cán bộ biên phòng là các đồn trưởng, chính trị viên biên phòng tại 44 tỉnh, thành phố có đường biên giới được lựa chọn tham gia khóa tập huấn trong thời gian 15 ngày. Số học viên này sẽ được trang bị các kỹ năng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường đối ngoại an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xóa đói giảm nghèo cho người dân và các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Trong nhiều năm nay đã có hàng nghìn lượt cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã, huyện biên giới, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong việc phối hợp với chính quyền địa phương phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đầu mùa dịch đến nay, lực lượng biên phòng đã duy trì hơn 1.900 tổ chốt làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới, phòng chống COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.